thuốc của râu là thuốc tiên mà, vì râu từ cõi trên xuống. Rồi ok, thì râu cũng không biết trả lời với bạn này như thế nào cho hợp tình hợp lý đây. Thì thật sự thì về cái khía cạnh kinh doanh của mình thì mình cũng nói thật sự với chỗ bạn là hầu như những cái mặt hàng mà mình đang kinh doanh thì nói chung thì nó cũng có những cái khác biệt ở trên thị trường. Thứ nhất là những cái mặt hàng mà mình kinh doanh thì thông thường là những mặt hàng nó được nhập khẩu từ bên châu Âu. Từ bên châu Âu thì trong đó là có những mặt hàng của bên Ladaviro Group 200 years của bên Ý nha. Thì ở đây thì có một số sản phẩm tiêu biểu, ví dụ như là cái dòng Mentos, Multitea Air, Semi A, hoặc là cái dòng siêu phẩm lân và keli cao của Ý, đó là dòng siêu phẩm Dons, và mới đây đó là dòng siêu phẩm Semi A, siêu phẩm trị thắng thư ha, thắng thư lá, thắng thư bông, thắng thư trái các kiểu. Còn một cái dòng sản phẩm nhập khẩu của Pháp, đó là dòng sản phẩm Fertigonia 13-3020, cái dòng này là nhập bên châu Âu luôn, nhập khẩu Pháp. Và đại đa phần còn lại là những sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ bên Hàn, nhập khẩu trực tiếp từ bên Hàn Quốc, và một phần còn lại là nhập khẩu trực tiếp từ bên Trung Quốc. Cũng có Trung Quốc luôn, cũng có Trung Quốc luôn. Nhưng mà đại khái thì thật ra thì có những cái mình gọi đó là siêu phẩm. Tại sao? Tại vì thật ra thuốc thì không phải nói đơn thuần để gọi siêu phẩm đâu. Có những cái Điền Râu gọi siêu phẩm là tại vì với cái dòng sản phẩm đó thì mình hứa với các bạn là bạn thay sản phẩm khác nó không có ý nghĩa. Bạn không thể thay về sản phẩm khác được, và dù bạn có thay sản phẩm khác đi chăng nữa thì nó không có ý nghĩa. Cho nên mình gọi nó là siêu phẩm là tại vì ở cái phân khúc đó nó không có đối thủ. Ở phân khúc đó là nó không có đối thủ thì Điền Râu mới gọi nó là siêu phẩm. Và khi mà Điền Râu gọi nó là siêu phẩm thì nó là siêu phẩm. Cho nên thì không biết là bạn có từng mua hàng bên Điền Râu chưa? Hoặc là có từng lượn lờ qua những cái trang thương mại điện tử của bên Điền Râu chưa? Thì mình hy vọng bạn cũng có một lần ghé thăm shop và ủng hộ shop nha. Rồi ok, cảm ơn bạn nha. Bye bye.